Xin chào các bạn đã đến với kênh cây giống tâm đảo của chúng tôi. Hôm nay bên mình làm một cái video quay trực tiếp vào cái củ cắt sâm của bên mình nhé. Cái này trồng được 12 tháng. Đây mình đào thử thôi. Đấy, đào để các bạn biết rằng cái giống cắt sâm của bên mình là hoàn toàn chuẩn cho các bạn thể lấy củ, lấy quả, lấy hạt giống các bạn nhé. Đấy, đây hai anh em đang đào. Đấy, đây. Các bạn nhìn đây là rễ, rễ và củ cây cắt sâm này. Đấy, đây rễ cây cắt sâm này các bạn nhé. Đấy. À, các bạn thấy đất nó càng tơi xốp ấy thì các bạn sẽ củ nó càng to các bạn nhé. Nên là trước khi mà các bạn trồng ấy thì các bạn phải đào hố càng rộng ra để cho nó tơi xốp đất. Đấy, hoặc là các bạn phải ở khu vườn thì mình các bạn nên có thể là thuê các cái máy băm đất các thứ đó các bạn để làm cho nó tơi xốp cái đất của mình lên, thì khi trồng ấy nó cho củ rất là to. Đấy. Đấy, ví dụ đất như mình đây là rất là tơi xốp, xẻng xúc nhẹ cái chúng ta thấy đã lên rồi. Đấy. Thế này như mình mới trồng được hơn 1 năm thôi. Hơn 1 năm. 12 tháng rưỡi. Đấy. Để thu hoạch được thì nó phải các bạn phải trồng khoảng là 4 đến 5 năm các bạn nhé. Thì mỗi một cái cây như này nó sẽ cho ra khoảng từ 3 đến 8 kg củ. Những khóm nào to nó có thể lên đến 10 13 kg. Và trên thị trường hiện nay thì bán số lượng đầu tấn, hàng chục tấn hàng container thì nó rơi khoảng 120.000 một kg. Còn bán lẻ thì hiện nay thì nó khoảng là 300, 500 đến 800.000 tùy theo. Cái bạn này bạn cầm cái que bạn gạch thế này. Thông thường ấy thì đây mình đào thử thôi, thông thường biết mình sau này mà thu hoạch ấy thì không thể dùng xẻng như này được mà phải thuê máy múc các bạn ạ. Múc để múc úp một cái là chúng ta có thể là cạn được cả cụm lên.